Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học hành trình nhà sử cùng với Helen. Các bạn ơi, ở video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành để chúng ta nghiên cứu về nội dung giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi qua 3 nội dung. Thứ nhất là những kiến thức liên quan, thứ hai là những lưu ý khi tiến hành đăng ký giảm trừ gia cảnh, và thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách lập tờ khai để nộp lên cho cơ quan thuế trong cái nội dung giảm trừ gia cảnh này. Ok, chúng ta sẽ đi vào bài học ngay vậy luôn các bạn nhá. Đầu tiên đó là các đối tượng giảm trừ là người phụ thuộc. Nội dung này được quy định khá là chi tiết tại điểm 1 điều 9 thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính. Trong đó quy định rằng các đối tượng giảm trừ sẽ bao gồm, thứ nhất đó là con. Con thì có thể là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú hoặc con riêng. Con thì có thể là con dưới 18 tuổi và tính đủ theo tháng. Còn nếu mà con trên 18 tuổi thì hoặc là con bị khuyết tật không có khả năng lao động, hoặc con đang theo học tại Việt Nam, nước ngoài, tại các bậc đại học, cao đẳng, trung học, vân vân, và có thu nhập nhỏ hơn 1 triệu đồng trên 1 tháng. Đối tượng thứ hai đó là vợ hoặc chồng. Thì vợ hoặc chồng sẽ đáp ứng được điều kiện là người phụ thuộc khi vợ hoặc chồng ngoài độ tuổi lao động, tức là nam từ 60 tuổi trở lên, nữ 55 tuổi trở lên, hoặc nếu mà trong độ tuổi lao động thì cũng bị khuyết tật không có khả năng lao động và thu nhập một tháng dưới 1 triệu đồng. Đối tượng thứ ba đó là bố mẹ, sẽ bao gồm là bố mẹ đẻ hoặc là bố mẹ vợ, bố mẹ chồng vân vân, thì cũng phải đáp ứng là ngoài độ tuổi lao động hoặc là trong độ tuổi lao động thì bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động và thu nhập một tháng dưới 1 triệu đồng. Và cái đối tượng thứ tư đó là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đã phải trực tiếp nuôi dưỡng, ví dụ như là anh ruột, chị ruột, em ruột, ông bà nội, ông bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, cháu ruột, vân vân, tức là những cái đối tượng mà chúng ta trực tiếp phải nuôi dưỡng thì chúng ta cũng có thể đăng ký trở thành người phụ thuộc của chúng ta. Nội dung tiếp theo nữa là điều kiện để được tính là người phụ thuộc, thì ở đây chia ra làm hai cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là người phụ thuộc đang trong độ tuổi lao động, có nghĩa là người phụ thuộc đối với nam thì dưới 60 tuổi và đối với nữ thì dưới 55 tuổi thì phải đáp ứng đồng thời các điều kiện. Các bạn lưu ý là ở đây là đáp ứng đồng thời nhé, tức là phải đáp ứng cả hai cái điều kiện này. Thứ nhất đó là bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động. Cái thứ hai nữa là không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập là không vượt quá 1 triệu đồng. Có một cái lưu ý là người khuyết tật và không có khả năng lao động thì được hướng dẫn chi tiết tại điểm D1.1 của cái thông tư 111. Trong đó thì quy định rằng những cái người mắc các bệnh không có khả năng lao động, ví dụ như là bệnh AIDS, bệnh suy đa, bệnh ung thư, bệnh suy thận mãn. Ok, đấy là đối tượng trong độ tuổi lao động. Còn nếu mà người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động, tức là nam lớn hơn 60, nữ lớn hơn 55, thì phải không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng từ tất cả các nguồn thu nhập trong năm không vượt quá 1 triệu đồng. Như vậy, đối với điều kiện tính người phụ thuộc thì chúng ta có thể chia làm hai đối tượng, trong độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động như hiện nay. Ok, chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là những lưu ý khi chúng ta đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Lưu ý đầu tiên đó là người nộp thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Ở đây nói nôm na là người nộp thuế phải có mã số thuế thì mới được đăng ký giảm trừ gia cảnh. Còn trong trường hợp mà người nộp thuế chưa có mã số thuế thì không được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì sẽ được cơ quan thuế cấp một cái mã số thuế cho người phụ thuộc và được tính và được tạm tính giảm trừ trong năm kể từ thời điểm đăng ký. Có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là tất cả những cái người phụ thuộc khi đăng ký thành công thì sẽ được cấp một cái mã số thuế, và chúng ta gọi đó là mã số thuế của người phụ thuộc. Và hiện nay thì trên mạng, trên cái trang web của thuế thì chúng ta chỉ mới tra cứu được mã số thuế của người nộp thuế, còn chúng ta chưa trực tiếp tra cứu được mã số thuế của người phụ thuộc. Ok. Thứ ba nữa đó là người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh
mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Và trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký lần đầu tiên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như là người lao động nghỉ việc chuyển từ công ty A sang công ty B. Ở công ty A, người lao động này đã đăng ký giảm trừ cho con chẳng hạn, thì sang bên công ty B, người lao động này cũng phải nộp hồ sơ để đăng ký người phụ thuộc như là đăng ký người phụ thuộc lần đầu. Theo đó là mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người trong một năm tính thuế. Trường hợp mà có nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận với nhau. Ở đây mình lấy ví dụ như là cả hai vợ chồng có đứa con dưới 18 tuổi thì đứa con đó sẽ được tính là người phụ thuộc cho vợ hoặc chồng. Tức là nếu và chồng đã đăng ký con là người phụ thuộc thì vợ sẽ không được đăng ký giảm trừ con là người phụ thuộc nữa, và ngược lại. Sau nữa là mỗi người phụ thuộc thì sẽ được đi theo một người nộp thuế trong năm tính thuế. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ví dụ như là chồng đang đăng ký con là người phụ thuộc, tuy nhiên thì thời điểm giữa năm chồng yêu cầu là thay đổi cái người phụ thuộc đấy sang vợ thì trong trường hợp này là không được, bởi vì mỗi người phụ thuộc sẽ đi theo một người nộp thuế trong trọn một năm tính thuế luôn. Do đó thì trong trường hợp mà chúng ta muốn điều chỉnh cái người phụ thuộc sang một cái người nộp thuế khác thì chúng ta phải chờ đến hết năm tính thuế thì chúng ta mới tiến hành thay đổi được. Ok. Và một cái lưu ý nữa đó là về cái thời hạn đăng ký người phụ thuộc. Ở đây chúng ta có thể chia làm hai cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là các đối tượng mà có quan hệ, chúng ta hiểu nôm na là có quan hệ hơi xa đối với người nộp thuế. Hơi xa ở đây ví dụ như là anh ruột, chị ruột, em ruột, ông bà nội, ông bà ngoại vân vân. Thì những cái đối tượng này thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Và nếu mà quá cái thời hạn trên thì sẽ không được đăng ký giảm trừ gia cảnh của năm tính thuế đó nữa. Cái nội dung này thì được quy định tại công văn 801 của Tổng cục Thuế. Và cái nội dung thứ hai nữa là đối với những người phụ thuộc mà có quan hệ gần hơn với người nộp thuế, ví dụ như là con cái, bố mẹ là những cái quan hệ gần hơn, đúng không? Thì chúng ta có thể đăng ký chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế hàng năm. Mình lấy ví dụ như thời điểm quyết toán thuế hồ sơ của năm 2019 là ngày 31 tháng 3 của năm 2020 thì cái thời hạn để đăng ký bổ sung cho con cái hoặc là bố mẹ trong trường hợp này là 10 ngày làm việc trước cái ngày 31 tháng 3 của năm 2020. Ok, như vậy là chúng ta lưu ý và chúng ta nhớ rằng là những cái quan hệ mà nó xa hơn đối với cái người nộp thuế thì hạn đăng ký là 31 tháng 12 của năm tính thuế. Còn những cái quan hệ mà nó gần hơn thì thời điểm có thể là muộn hơn, đó là 10 ngày làm việc trước cái thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ok. Chúng ta đi qua một cái nội dung tiếp theo nữa, đó là hồ sơ giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc. Khi mà người lao động lên hỏi chúng ta là cán bộ nhân sự và chúng ta là cán bộ kế toán rằng em ơi, anh muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì anh cần phải có những giấy tờ gì, thì một cái giấy tờ bắt buộc đầu tiên đó là cái mẫu 20DKTHTCT này. Thì cái đây là cái mẫu 20DKTHTCT. Cái mẫu này thì có các cái nội dung như sau. Cái thứ nhất đó là để đăng ký giảm trừ gia cảnh thì chúng ta sẽ yêu cầu người lao động tích vào phần giảm trừ gia cảnh ở đây, và tên cơ quan chi trả thu nhập thì chúng ta sẽ ghi tên của công ty chúng ta ở đây, tức là tên của cái cơ quan chi trả thu nhập, và mã số thuế ở đây là mã số thuế của công ty, tức là mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập. Và cái phần 3 là cái phần chúng ta sẽ ghi những cái thông tin về người phụ thuộc cũng như là cái thông tin của người nộp thuế. Ở đây các bạn có thể thấy là ở đây có hai mục, là mục 1 lớn và mục 2 lớn.
Và ở đây cũng phân biệt được là mục 1 lớn thì sẽ dành cho những cái người phụ thuộc mà đã có mã số thuế hoặc chưa có mã số thuế nhưng đã có chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân và hộ chiếu. Còn đối với cái phần 2 lớn thì người phụ thuộc chưa có mã số thuế, chưa có chứng minh thư nhân dân và hộ chiếu. Phần 1 lớn này thì thông thường chúng ta sẽ điền những người phụ thuộc mà đã có mã số thuế hoặc những người phụ thuộc mà lớn hơn 18 tuổi, ví dụ như là bố mẹ, ông bà của chúng ta, những cái người mà đã có chứng minh thư nhân dân hoặc là căn cước công dân. Còn đối với cái phần hai nhỏ này thông thường sẽ điền cho các đối tượng là con dưới 18 tuổi, tức là những cái em bé mới sinh hoặc con dưới 18 tuổi mà chưa được cấp mã số thuế người phụ thuộc và chưa có chứng minh thư nhân dân. Bạn có thể thấy là vì em bé chưa có chứng minh thư nhân dân cho nên là sẽ có là thông tin trên giấy khai sinh, bao gồm là số và quyển số của giấy khai sinh này, nơi đăng ký cái giấy khai sinh vân vân. Nộp thuế hoàn thành cái giấy tờ này thì người nộp thuế sẽ ký và ghi rõ họ tên vào đây và họ đã hoàn thành cái mẫu là 20DKTH TCT. Mẫu đầu tiên, còn để hoàn thành cái bộ hồ sơ của giảm trừ gia cảnh thì họ cần phải có các giấy tờ kèm theo và chúng ta gọi là các cái giấy tờ chứng minh. Các cái giấy tờ chứng minh trong các cái trường hợp ví dụ như là con thì cần giấy khai sinh hoặc là bạn chụp chứng minh thư nhân dân nếu con đã có chứng minh thư nhân dân, hoặc là trong trường hợp mà con trên 18 tuổi mà bị khuyết tật hoặc mất khả năng lao động thì cần phải có bản chụp của giấy xác nhận khuyết tật mất khả năng lao động, và trong trường hợp mà con đang đi theo học tại các trường cao đẳng đại học học nghề thì cần có thẻ sinh viên hoặc là bản khai xác nhận của nhà trường. Còn đối với vợ chồng thì bắt buộc phải có bản chụp chứng minh thư nhân dân, bởi vì trong trường hợp này vợ chồng đã trên 18 tuổi thì chắc chắn là có chứng minh thư nhân dân rồi. Tiếp theo, nếu vợ hoặc chồng đang trong độ tuổi lao động mà bị khuyết tật hoặc bị mắc các bệnh không có khả năng lao động thì cũng cần phải có cái giấy xác nhận khuyết tật hoặc là hồ sơ bệnh án nếu có. Ok. Còn đối với trường hợp là bố mẹ, bao gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ và bố mẹ chồng thì cần có bản chụp chứng minh thư nhân dân. Bản chụp có nghĩa là gì? Bản chụp có nghĩa là không giấy tờ, không cần công chứng đúng không? Chỉ là một cái bản chụp, một cái bản photo hoặc là một cái bản in ra từ cái việc mà chụp hình của chúng ta thôi. Hoặc là bản chụp sổ hộ khẩu để chứng minh mối quan hệ giữa người nộp thuế và bố mẹ. Các bạn lưu ý ở trong sổ hộ khẩu này thì phải thể hiện được mối quan hệ giữa người nộp thuế và bố mẹ. Trong trường hợp mà ví dụ như là người nộp thuế đã tách khẩu rồi thì chúng ta sẽ không được dùng cái sổ hộ khẩu để làm giấy tờ chứng minh trong trường hợp này. Và nếu như bố mẹ đang trong độ tuổi lao động mà bị khuyết tật hoặc mắc các bệnh mất khả năng lao động thì cũng sẽ cần cái giấy xác nhận khuyết tật và hồ sơ bệnh án. Ok, còn đối với các cá nhân khác thì sẽ cần bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc là giấy khai sinh và đồng thời cần thêm giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng. Ví dụ như là bạn chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định hoặc là bạn tự khai của người nộp thuế kèm theo mẫu ban hành. Ok, như vậy là đối với hồ sơ giảm trừ gia cảnh thì cái bắt buộc đó là mẫu 20DKTHTCT và giấy các cái giấy tờ chứng minh. Các cái giấy tờ chứng minh thì tương ứng với từng trường hợp thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở đây rồi. Ok, đấy là những kiến thức liên quan và những cái lưu ý khi chúng ta tiến hành đăng ký giảm trừ gia cảnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung cuối cùng, đó là cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ở trên mạng các bạn nhé. Kê khai giảm trừ gia cảnh thì chúng ta sẽ thực hiện kê khai trên cái phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế. Chúng ta sẽ download cái phần mềm HTKK về tiến hành cài đặt, và sau khi cài đặt thì phần mềm sẽ có biểu tượng như thế này. Chúng ta mở phần mềm này lên và chúng ta sẽ vào phần là thuế thu nhập cá nhân, tìm đến chức năng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ở đây. Ok, và chúng ta chọn kỳ tính thuế, ví dụ như là bây giờ là năm 2020, chúng ta đánh 2020 vào đây, và lần đăng ký số bao nhiêu. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý là số lần này cần phải chính xác, bởi vì cái số lần này nó sẽ liên quan đến định dạng tên trong cái tờ khai XML của chúng ta nộp lên thuế. Mình lấy ví dụ như là trong năm 2020 chúng ta đã đăng ký 2 lần giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc rồi, thì lần tiếp theo, lần này của chúng ta phải là lần thứ 3. Ok, tức là chúng ta phải ghi nhớ là số lần chúng ta đã đăng ký để
lần đăng ký này là số tiếp theo của các lần đăng ký trước. Ok, trong trường hợp này chúng ta ví dụ bấm số 3, ta bấm vào đồng ý. Thì đây là giao diện của cái bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Các cái thông tin ở đây thì đã tự động mặc định sẵn rồi. Ở đây chúng ta có hai cách kê khai vào cái tờ khai này. Cách đầu tiên đó là nếu mà có ít người lao động thì chúng ta tiến hành nhập trực tiếp dữ liệu vào cái giao diện này luôn. Còn nếu như chúng ta có nhiều người cần phải kê khai người phụ thuộc, tức là chúng ta cần tiến hành đăng ký giảm trừ cho nhiều người phụ thuộc chẳng hạn, ví dụ 100 người chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng mẫu tải bảng kê. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ nói. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái nội dung trong cái lưới tờ khai này. Ở đây chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và đăng ký thay đổi về người phụ thuộc. Sự khác biệt giữa hai cái phần 1 lớn và 2 lớn này là như thế nào? Sự khác biệt đó là cái phần 1 lớn thì sẽ dành để đăng ký trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế. Mình nhắc lại nhé, phần 1 lớn để đăng ký trong trường hợp mà người phụ thuộc chưa có mã số thuế. Ở đây các bạn có thể thấy là ở đây là đăng ký cấp mã đúng không? Còn phần thứ hai là đăng ký thay đổi. Như vậy cái phần 1 lớn đăng ký cấp trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế. Còn trường hợp thứ hai đó là đăng ký khi mà người phụ thuộc đã có mã số thuế. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, ở trong cái phần hai nhỏ, vì chúng ta đăng ký thay đổi còn người phụ thuộc đã có mã số thuế rồi, cho nên là những cái một số thông tin đã bị khóa chúng ta không điền được vào nữa. Ví dụ ngày sinh của người phụ thuộc thì chúng ta đã bị khóa ở đây rồi, quốc tịch, số chứng minh thư, định danh các thứ cũng đã khóa ở đây rồi, không cần phải điền vào nữa. Và đối với cái phần 1 lớn này thì chúng ta sẽ điền thông tin của người nộp thuế vào đây, mã số thuế của người nộp thuế, họ tên, ngày sinh của người phụ thuộc vào đây. Chúng ta chọn là quốc tịch. Và bởi vì ở trường hợp 1 là trường hợp cấp mới, do đó thì các bạn có thể nhìn thấy là cái mã số thuế của người phụ thuộc vì chưa được cấp cho nên ở đây là đã bị khóa rồi, chúng ta không điền được vào đây đúng không? Ok. Và quan hệ với người nộp thuế thì ví dụ như là con cái hoặc là vợ chồng, cha mẹ hoặc các đối tượng khác. Thông tin trên giấy khai sinh số và quyển số, sẽ có một số giấy khai sinh không có số mà chỉ có quyển số, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ điền quyển số bằng với số luôn các bạn nhé. Chúng ta điền quyển số bằng với số luôn trong trường hợp mà giấy khai sinh không có quyển số, bởi vì nếu như chúng ta để blank, tức là chúng ta để trống cái thông tin ở đây thì phần mềm sẽ báo lỗi. Ok. Và giảm trừ từ tháng bao nhiêu cho đến tháng bao nhiêu, thì cái phần từ tháng này chúng ta sẽ điền cái tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, tuy nhiên không muộn hơn thời điểm tháng bắt đầu của năm tính thuế. Mình lấy ví dụ như con của người lao động sinh vào tháng 11 của năm 2019 và thời điểm này là thời điểm tháng 4 của năm 2020. Người phụ thuộc này chưa bao giờ được đăng ký, tức là chưa được cấp mã, thì chúng ta sẽ ghi vào đây là thời điểm bắt đầu từ lúc phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng không nhỏ hơn thời điểm bắt đầu của năm tính thuế. Thời điểm bắt đầu của năm tính thuế là tháng 1 2020 đúng không? Thì chúng ta sẽ điền ở đây là tháng 1 năm 2020, mặc dù hiện nay là thời điểm tháng 4 năm 2020. Mục đích là để làm gì? Mục đích là để khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì dữ liệu người phụ thuộc sẽ được tính ngược lại, sẽ được tính back lại để có lợi hơn cho người nộp thuế. Ok. Còn dữ liệu đến tháng thì chúng ta điền cũng được, không điền cũng được. Trong trường hợp mà giảm trừ gia cảnh cho con thì chúng ta có thể lấy năm sinh của con cộng thêm 18 năm nữa, bởi vì khi đủ 18 tuổi thì người phụ thuộc có thể sẽ không được giảm trừ nữa. Tuy nhiên trong trường hợp mà giảm trừ cho bố mẹ hoặc là ông bà thì chúng ta sẽ để trống cái thông tin đến tháng này. Ok. Chúng ta điền hoàn toàn tương tự đối với cái phần 2 lớn, đó là thay đổi thông tin của người phụ thuộc. Thì trong trường hợp này thông thường sẽ áp dụng cho trường hợp là thay đổi người phụ thuộc, ví dụ như là thay đổi người phụ thuộc từ vợ sang chồng, từ chồng sang vợ,
hoặc là người lao động chuyển công ty, chuyển từ công ty A sang công ty B thì cũng sẽ tiến hành kê khai, đăng ký thông tin về nghề phụ thuộc này. Tóm lại là cái phần 1 lớn và cái phần 2 lớn nó sẽ khác nhau ở một cái điểm, đó là phần 1 lớn thì sẽ đăng ký cho tất cả những người phụ thuộc mà chưa có mã số thuế, còn phần 2 lớn là đăng ký cho những người phụ thuộc mà đã có mã số thuế. Chúng ta nắm được nội dung như thế cho dễ nhớ các bạn nhé. Ok, chúng ta nhập đầy đủ thông tin xong hết vào đây rồi thì chúng ta sẽ bấm nút ghi để ghi lại dữ liệu. Phần mềm báo ghi lại ghi dữ liệu thành công, chúng ta bấm ok. Và để tiến hành kết xuất tờ khai thì chúng ta cũng sẽ bấm là kết xuất. Ở đây kết xuất thì sẽ có hai dạng, đó là kết xuất file XML để chúng ta nộp lên cơ quan thuế và kết xuất file Excel để chúng ta theo dõi nội bộ tại công ty mình. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ tiến hành kết xuất cả hai file, và chúng ta có một lưu ý, đó là cái folder, tức là cái đường dẫn chứa cái file này không được có tên tiếng Việt có dấu. Bởi vì nếu mà chúng ta để tên tiếng Việt có dấu của cái đường dẫn của cái folder này thì chúng ta sẽ bị lỗi khi chúng ta update vào phần mềm. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ kết xuất cái file này, chúng ta lưu vào đường dẫn này. Ok. Và cái cách đấy là trong trường hợp mà chúng ta có ít người phụ thuộc, chúng ta có thể tiến hành nhập thẳng dữ liệu vào trong cái HTKK. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta có nhiều người phụ thuộc thì chúng ta có thể tải cái mẫu bảng kê để chúng ta lấy mẫu ở đây, và sau đó thì chúng ta nhập thông tin vào file Excel và chúng ta tiến hành nạp dữ liệu vào trong phần mềm. Ở đây là cái định dạng của cái bảng kê 16TH đăng ký cấp mã. Thì cái file này về cơ bản là nội dung nó cũng giống những cái nội dung ở trong cái phần mềm HTKK thôi. Ví dụ ở đây mình ví dụ như là mình đã có sẵn một cái file đã điền thông tin ở đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nạp cái thông tin từ cái file này vào trong phần mềm HTKK. Và có một lưu ý nhắc đi nhắc lại, đó là trước khi nạp dữ liệu của cái file này vào phần mềm thì chúng ta phải đóng cái file này đi để chúng ta nạp dữ liệu vào. Để nạp dữ liệu vào thì chúng ta sẽ bấm vào phần là tải bảng kê. Ở đây có hai lựa chọn, một là thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có, hai là thêm dữ liệu mới và xóa dữ liệu đã có. Trong trường hợp này chúng ta có thể chọn là thêm dữ liệu mới và xóa dữ liệu đã có. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô 3 chấm này để chọn cái đường dẫn mà chứa cái file của chúng ta. Ở đây ví dụ chọn đường dẫn là file này chúng ta nạp dữ liệu, chúng ta bấm vào tải dữ liệu ở đây. Thì dữ liệu đã từ trong file Excel đã được nạp vào trong phần mềm HTKK của chúng ta rồi. Và để kết xuất cái thông tin này nộp lên cơ quan thuế thì chúng ta cũng sẽ bấm vào kết xuất để chúng ta kết xuất sang dạng XML và Excel để chúng ta tiến hành nộp lên cơ quan thuế. Ok, như vậy là chúng ta đã tiến hành kê khai xong cái thông tin giảm trừ gia cảnh trên cái phần mềm HTKK. Ok, như vậy là chúng ta đã tiến hành xong cái phần kê khai thông tin người phụ thuộc trên phần mềm HTKK và chúng ta đã kết xuất được cái tờ khai. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đi nộp tờ khai đó trên trang web điện tử của Tổng cục Thuế. Trang web của Tổng cục Thuế là thuế điện tử .gdt.gov.vn. ở đây chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử này bằng cách là chúng ta đăng nhập vào phần thông tin của doanh nghiệp. Khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ bấm vào chức năng là đăng ký thuế và chúng ta sẽ chọn hồ sơ là 20DKTHTCT, tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương. Như vậy là về cái mục mà chúng ta lựa chọn thì cũng cùng với cái mục 05 mà hôm trước chúng ta đã đăng ký mã số thuế cho người nộp thuế, đúng không? Ok, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn là hồ sơ là cái 20DKTHTCT này và chúng ta bấm tiếp tục vào. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái phần nộp tờ khai 05TH từ HTKK. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn tệp hồ sơ là cái file mà lúc nãy chúng ta đã kết xuất xuống. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần ký điện tử và nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đây. Như vậy là chúng ta đã nộp thành công cái tờ khai kết xuất từ HTKK lên trên cái trang web của thuế. Và đợi một thời gian thì chúng ta có thể tra cứu cái kết quả bằng cách bấm vào cái phần tra cứu này.
Ok, thì chúng ta tra cứu xem là cái người phụ thuộc của chúng ta đã được cấp mã chưa, hoặc là đã được đăng ký thành công hay là chưa. Ok, trên đây mình và các bạn vừa cùng nhau nghiên cứu về những nội dung của giảm trừ gia cảnh. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.